Xin chào thầy Dương Trung Hiếu, xin chào các anh chị em có trong group của chúng ta. Em xin tự giới thiệu với các anh chị là tên là Nguyễn Phúc Minh. Em là một kỹ sư ngành chế tạo máy, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2005. Sau đó thì ra đi làm tại Viện Khoa học. Thì trước đây thì em cũng chưa có khái niệm gì về cái ngành MMO, chưa bao giờ có khái niệm là sẽ kiếm tiền trên mạng. Cái ngành học của mình là cái ngành học chế tạo máy. Đó. Nhưng mà có một cái duyên rất là tình cờ, bởi vì em rất là thích cái network marketing. Năm 2010 thì là nhờ một người bạn giới thiệu mà em đã biết được là cái kinh doanh network. Vào trong môi trường này thì mặc dù là chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mà đây trải qua một cái môi trường mà được đào tạo, được học tập rất nhiều về hệ thống, cái quản trị hệ thống, và rất mong muốn có một nguồn thu nhập chủ động. Hiện tại thì em đang làm cho một cái đơn vị khoa học, có một cái công việc có thể kiếm được thu nhập chủ động. Thì tìm hiểu năm 2015 em cùng với mấy người bạn mở một cái công ty đào tạo nhân lực. Thì trong cái giai đoạn đầu công ty này thì chuyên về quảng cáo Facebook, nói là chuyên về quảng cáo nhưng thực ra là cũng học một chút và đi quảng cáo. Sau đó thì thấy là không được phù hợp lắm.